Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của xe điện Hải Đăng. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về bộ đổi nguồn của xe điện loại mới. Thì ở đây mình đang có là 3 chiếc đổi nguồn. Thì đây là loại phổ biến, được sử dụng rất nhiều trên các xe điện hiện nay. Điện áp đầu vào là từ 36 cho đến 80V, điện áp đầu ra là 12V và cường độ dòng điện tối đa là 10A. Nó sẽ có 3 đầu dây và được cắm trên một cái rắc như thế này. Dây màu đỏ là dây cấp nguồn đầu vào nối với cực dương của bình ắc quy, dây màu đen là dây âm trung giữa điện đầu vào và điện đầu ra, và dây màu vàng này là dây dương 12V. Cái này thì chắc hẳn đã rất quen thuộc với các bạn rồi. Còn đây là hai loại đổi nguồn mới được sử dụng trên những loại xe đời mới hiện nay, như là một số xe của VinFast. Điện áp đầu vào là từ 48 cho đến 100V, điện áp đầu ra là 12V, từ 10 cho đến 15A là tối đa. Các bạn thấy là nó sẽ khác biệt so với loại cũ. Loại mới thì được thiết kế kiểu kín, nó sẽ chống được nước. Về kiểu dáng thì nó sẽ khá giống với cục sạc của xe máy. Thì ở đây mình đang có một cục sạc xe máy để các bạn so sánh. Với cái thiết kế kiểu này thì nó sẽ có độ bền cao hơn, chống nước tốt hơn. Tuy nhiên với kiểu thiết kế này thì một khi đã hỏng là không thể sửa chữa. Ok, và giờ mình sẽ sử dụng thử cho các bạn xem. Thì với chiếc đổi nguồn đầu tiên này, mình sẽ làm ra một chiếc rắc cắm như thế này để cho tiện. Mình sẽ cắm chiếc rắc vào. Dây màu đỏ thì mình sẽ nối với cực dương của bình ắc quy, và dây màu đen thì mình sẽ nối với cực âm. Mình sẽ dùng đồng hồ để đo thử cho các bạn xem. Điện áp trong bình đang là 50V. Và bây giờ thì mình sẽ kẹp nó vào. Các bạn chú ý là phải kẹp đúng chiều, nếu không thì nó sẽ bị chập cháy, gây ra hỏng thiết bị. Và bây giờ thì mình sẽ đo điện đầu ra. Điện áp đầu ra lúc này đang là 11,7V. Tiếp theo là mình sẽ thử đến chiếc cục sạc loại 3 chân này. Nếu anh em nào chưa bao giờ sử dụng thì chắc hẳn sẽ không biết cách. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Chiếc cục sạc này nó sẽ có 3 chân. Các bạn ngửa cục sạc lên như thế này thì chân thứ 2 sẽ nối với cực dương của điện đầu vào, và chân số 3 là cực âm, còn chân số 1 là điện đầu ra 12V. Mình sẽ dùng đồng hồ để đo thử cho các bạn xem. Điện áp đầu vào đang là 49,6, gần 50V. Điện áp đầu ra là 12V. Về nguyên lý hoạt động thì nó cũng gần giống nhau, chỉ có điều là nó sẽ khác chân cắm mà thôi. Ngoài ra thì trên chiếc đổi nguồn này thì nó có còn một chiếc rắc có màu đỏ đen. Thì đây chính là dây nguồn 5V dùng cho một số loại có hỗ trợ sạc điện thoại trên xe. Tiếp theo là đến chiếc nguồn này. Chiếc nguồn này thì nó sẽ hơi khác một chút. Chiếc đổi nguồn này thì nó có 4 chân cắm, thì chúng ta sẽ vẫn cắm giống như cái trước. Chân số 2 là chân cực dương từ bình ắc quy vào, còn chân số 3 là chân âm, chân số 1 vẫn là chân dương 12V.
Giờ mình sẽ đo cho các bạn xem. Các bạn thấy là không có điện áp đầu ra 12V. Trên bộ đổi nguồn này, để có điện áp đầu ra 12V ở chân số 1 thì bạn cần phải nối chân số 4 với chân số 2. Chân số 4 trên bộ đổi nguồn này nó đóng vai trò giống như một chiếc ổ khóa. Để mở điện cho chân số 1, mình sẽ dùng thêm một chiếc giắc cắm. Mình sẽ nối chân số 4 với chân số 2 như thế này. Thì lúc này khi bạn dùng đồng hồ để đo thì mới có điện áp đầu ra. Thì đây chính là điểm khác biệt giữa hai chiếc đổi nguồn. Loại 3 chân thì không cần, còn loại 4 chân thì bạn phải nối chân số 4 với chân số 2 thì mới có điện áp 12V đầu ra. Ok, như vậy mình đã giới thiệu với các bạn về hai loại đổi nguồn đời mới sử dụng trên xe điện, tùy vào từng loại xe và chức năng mà bạn có thể lựa chọn cho phù hợp. Thông tin về sản phẩm thì mình sẽ đặt link trong phần mô tả của video để các bạn tham khảo. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.